trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sắp tới rồi. Xem ra bệnh các người mắc phải đều cùng một chứng bệnh, giống như bệnh của cháu trai Lưu Trưởng Quầy. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm, chúng ta phải nhanh chóng chữa khỏi. Vậy xin Pháp Sư ghi phương thuốc cho chúng tôi. Nếu có thể chữa khỏi, chúng tôi nhất định sẽ đến trước Phật tạ ơn. Ở chỗ ta chỉ có một số vị thuốc, e là không đủ. Huyện thành Tân Xuyên chưa hẳn đã có. Vậy phải làm sao chứ? Nếu đợi thêm vài ngày nữa sợ rằng vợ ta chịu không nổi phải đâu. Đó. Đúng đó. Đúng rồi. Mau tránh ra. Phải tránh ra nha. Nhường cho một chút nha. Chịu nổi chứ. Phải làm sao đây? Hả? Ê. Lão sư phụ. Hả? Ông gánh cái này là gì vậy? Thuốc đó. Hả? Sao ông lại biết chúng tôi đang cần thuốc vậy? Làm hòa thượng nhiều năm như vậy rồi, không có một chút tiên tri tiên giác. Hôm qua ta vừa nhìn sao trên trời á. Người xuất gia không có nói sằng bậy. Ta không có tiên tri tiên giác là hắn à. A Di Đà Phật. Đại Pháp Sư, Đại Sư, người đã cứu con trai ta, ta thật không biết làm thế nào để tạ ơn đại ân đại đức của người. Cổ ngữ có câu: cứu một mạng người hơn xây tháp phù đầu bảy tầng. Ta nghĩ phương thức của người nếu cứu được con trai ta, bây giờ rất nhiều hương thân ở Tân Xuyên đều bị nhiễm loại bệnh lạ này, cho nên ta nghĩ người nhất định có thể cứu mạng của họ. Cho nên ta đã đi mua số thuốc này. Nhiều thuốc như vậy chắc là tốn nhiều tiền lắm. Ơi, ta đâu có nhiều tiền như vậy chứ. Ta đang buồn về chuyện này. Thì Liễu Trần Pháp Sư liền đến nhà ta. Ông ấy nói biết ta đang cần thứ gì. Ông liền mang ngân lượng hàng ngày dành dụm được đưa toàn bộ ra, cùng ta đến đại lý lo liệu số thuốc này. A Di Đà Phật. Lão Pháp Sư, người công đức vô lượng đó. Hay, tiền tài là vật ngoại thân mà, sống không mang đến chứ không mang đi. Ở đây á là số tiền mấy năm trước một vị tài chủ bố thí cho ta nè. Nó để sửa chùa. Ta đâu có biết sửa chùa, chỉ biết sửa đường. Có lẽ sẽ có lúc ngươi cần dùng đến. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng đâu? Ra đây, mau ra đây. Ra đây. Đừng A Di Đà Phật nữa, có người tới cướp tiền rồi. Về à? Lão hòa thượng đâu? Ra đây nhanh lên. Lão hòa thượng. Ra đây mau. Ra đây. Lão hòa thượng. Ra đây mau. Lão hòa thượng. Ra đây mau. Lão hòa thượng ra đi chứ. Ra đây. Lão hòa thượng, ngươi ở đây làm gì? Định tụ tập dân chúng gây chuyện à? Các vị sư phụ này cùng liệt vị đàn diệt từ bi, bần tăng không tâm tụ tập dân chúng, cũng không có ý gây chuyện, chỉ muốn mượn một miếu nát hoàng phế dựng lều tranh bái Phật tịnh tu. Những thiện tín này, chắc ngươi biết quy tắc của núi Kệ Túc chứ? Ta biết núi Kệ Túc không cho phép nghỉ chân, nên không thể ở lại, chỉ đành mượn miếu hoàng dựng lều tu hành. Nếu người đã biết núi này không cho phép nghỉ chân, cũng nên biết núi này không cho phép người ngoài sửa miếu dựng lều, tự ý thu nhận tỳ hương quả, có biết không? Chúng tôi cư trú ở đây chỉ để tu hành, tuyệt không có ý thu tiền hương quả. Người nói xem, không thu tiền hương quả, vậy đây là gì chứ? Hey, sao các người không nói đạo lý vậy? Đây là một lão hòa thượng tặng cho sư phụ chúng tôi mà. Đúng vậy. Nè, lão hòa thượng sao không lên tiếng vậy? Tham nhân hiếu tụ tài, pháp tự kiêu ái tử, tử đại nhi thực mẫu, tài đa tất hại nhân, tan tài tức sinh phúc, tụ tài hòa tất khởi, vô tài diệt vô hại, cổ phiền thành dân lý. Nếu số tiền này là của tên hòa thượng điên có được, vậy thì càng phải xung công. Các vị sư phụ mang ngân lượng đi cũng được, nhưng xin liệt vị sư phụ đàn viết cho phép bần nạp ở đây tịnh tu.
Cái gì tịnh tu với động tu chứ? Núi này có quy lệ bao đời rồi, không phải con cháu núi này không được phép lưu trú. Người mau thu dọn đồ đạc cút đi đi. Đi đi. Xin hỏi vị sư phụ này, đất này là đất công hay đất tư? Ta mặc kệ đất công hay đất mẫu, liên quan quái gì đến người chứ? Nếu thuộc đất tư, chúng tôi sẽ lập tức đi. Nếu thuộc đất công, ai ai cũng có thể ở lại. Nói nhảm, đây là quy tắc mấy chục năm của núi này rồi. Nói cho cùng không cho phép hòa thượng nơi khác lưu trú. Đất là đất công, núi là núi quan, dựa vào đâu không cho phép hòa thượng nơi khác lưu trú ở đây? Lẽ nào núi Kệ Túc không thuộc quản hạt của Đại Thành chứ? Lôi thôi chứ hắn làm gì? Đánh đuổi tôi hòa thượng quan đó đi. Khoan đã. Lão sư phụ, xem ra người đã hạ chủ ý không đi rồi. Xin các vị sư phụ tạo thuận lợi cho. Ta thường nói nơi này không giữ ta sẽ có nơi giữ ta. Nè, Trung Quốc rộng lớn, miếu chùa rất nhiều. Sư phụ, ông hà tất phải ở đây làm khó chúng tôi? Bần nạp tuyệt đối không có ý làm khó các vị, vẫn xin các vị tạo thuận lợi cho tôi. Sớm đã nghe người ta nói cả núi Kê Túc này chỉ có bát Du Am này là tà khí nặng thôi, cho nên bao nhiêu năm nay không hề có người cư ngụ. Nè, đối với nơi hội tụ tà khí này, biện pháp tốt nhất là đốn nó đi. Người nói có đúng không? Tất cả nguồn nghiệp chướng đều từ vọng tưởng ra. Nếu như các vị nhất định muốn hủy đi nơi nương thân của bần nạp, bần nạp đành phải hóa thành tro bụi cùng với bát Du Am. Sư phụ, sư phụ. Được. Sống chết của cá nhân đoạn, nhân quả của cá nhân dứt. Đốt. Không được. Người nổi nóng, ta không nổi nóng. Nổi nóng sinh bệnh, không có ai thế. Đại sư là chạy mau đi. Đại sư, có người bắn lão Tăng. Lão Tăng chỉ nói tốt. Chạy mau đi. Có người đánh lão Tăng. Lão Tăng tự lăn ra ngủ. Có người đánh lão Tăng. Lão Tăng tự lăn ra ngủ. Nước bọt văng trên mặt, gió thổi tự sẽ khô. Người để dành sức lực, ta cũng bớt phiền não. Xách nước đi dập lửa. Giang sự hết theo duyên. Hay quá. Để ta thỉnh giáo thiền sư vài chiêu. Ta thấy người thế gian ai ai cũng tranh nghĩa khí, văn tú tài cũng động gió rồi. Hòa thượng điên không phải cũng lộ phi thường rồi sao? Tốt. Vậy hai chúng ta cùng diễn một hồi kịch vậy. Nhị sư huynh, quên đây gọi là chân nhân bất lộ tướng đó. Được, vậy đắc tội rồi. Võ công của Văn Tú Tài quả nhiên tài giỏi ha. Khoan đã, ngươi còn gì muốn nói nữa? Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, xin hãy cứu vớt Văn Tú Tài. Hãy mau đến cứu vớt cho Văn Tú Tài. Nực cười.
Kẻ chết đến nơi là ngươi, cớ sao lại gọi Bồ Tát đến cứu ta chứ? Ta chết rồi, bụi về bụi, đất về đất. Nhưng mà ngươi đánh chết ta là ngươi đã phá sát giới, cho nên ta xin Bồ Tát đến cứu ngươi. Bồ Tát, hãy đến cứu linh hồn của Văn Tu Tài đi. Cứu bản thân của mấy người đi. Dừng tay. Ngô đại ca, Mộng Linh, giúp ta để ý một chút vị tỷ tỷ bên cạnh. Quý yên tâm, đã có Mộng Linh ta. Đi. Cao nhân nơi nào mà cũng đến núi cây túc này tham gia náo nhiệt? Tất cả đều là người trong cửa Phật, hà tất phải lấy cái chết ra tranh giành nhau. Văn Tú Tài, ta biết Bồ Tát sẽ đến cứu người mà. Khoan, ngươi thật sự muốn cản trở ta sao? Nếu tha được thì nên tha đi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh khiến ta tha người hay không. Xem chưa? Hai hảo công phu. Có tài ba đó, đánh đi, đánh. Tí xem họ đánh nhau rồi kìa. Tên Ngô Lễ này sao lại đánh nhau rồi? Yên tâm đi, bản lĩnh đánh nhau á vừa nãy có mà. Người đánh thiệt à? Dừng tay. Hai thị thị phi phi đến lúc nào? Phiền phiền não não khi nào hết? Nơi Phật môn thanh tịnh, múa đao múa gậy còn ra thể thống gì? Sư phụ, sư phụ. Tranh chấp hôm nay thiết nghĩ chắc do trưởng lão mà ra đúng không? Bần nạp chỉ muốn mượn mảnh đất quan bác du âm dựng lều tịnh tu, không có ý gì khác. Xin pháp sư từ bi đồng ý cho. Bổn sơn các đời trước đã lập ra quy tắc, các am tự lớn nhỏ chỉ cho phép đồ tôn do tổng chủ trì đích truyền lưu trú. Đây chủ yếu là suy xét đến sự trong sạch của đội ngũ tăng đoàn. Như nay binh mã loạn lạc, rất nhiều kẻ cướp giật, cao đầu rồi lẫn vào tăng đoàn, thật giả khó phân. Đứng dậy đi. Truyền lời của ta đến các âm tự trên núi, từ nay Bắc Du Âm này sẽ do Hư Dân Hòa Thượng chủ trì. Hy vọng mọi người tương trợ lẫn nhau, chăm chỉ làm đạo, không được pha rối lẫn nhau. Xin nghe sư phụ giáo huấn. Đà tạ pháp sư đồng ý. Xem ra Xuân Thiện đại pháp sư này hình như là người tốt đó. Xem ra cũng lương thiện. Vậy tiền hương quả của bác Du Am thì sao chứ? Bần nạp ở lại núi tuyệt không có ý thu tiền hương quả. Nếu có thiện tín cúng dường, sẽ theo quy tắc núi Kỳ Túc giao cho thường trú sắp xếp. Không cần đâu, trưởng lão cứ giữ lấy, xây miếu an tăng đi. Bác Du Âm này cũng nên sửa lại rồi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Các vị thí chủ, các vị thí chủ, các người bị ma bệnh hoành hành, bậc tăng luôn nhớ trong lòng. Ta dùng hết thời gian 3 ngày bế quan tụng kinh, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ mọi người. Bây giờ xem ra đã bước đầu ứng nghiệm. Đợi một lát đại pháp hội bắt đầu, khi chuông trống vang lên khắp núi, ta tin rằng
Quan Âm Bồ Tát sẽ hiện thân ở Kim Đỉnh. Nếu các người có thiện căn, sẽ tận mắt nhìn thấy giờ lành đã đến rồi. Đại pháp hội bắt đầu, chuông trống cùng vang lên, chuông trống cùng vang lên, chuông trống cùng vang lên. Có thật sẽ hiện ra không? Thợ thiệt. Biết được không? Hiện rồi. Ồ, hiện rồi, hiện rồi kìa, hiện rồi. Ôi, tôi thấy rồi kìa. Rồi. Tôi cũng thấy rồi kìa. Thật sự mày được quan thêm rồi, hiện rồi đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật là ly kỳ, thật là hiển linh rồi. Người nói cái gì vậy? Thấy Quan Âm còn không mau bái đi. Ê, anh sư phụ, có phải là thật hay không vậy? Hương Vân trưởng lão, thật sự không thể tin nổi. Ngài nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi. Hương Vân trưởng lão nhìn thấy rồi, ta cũng đã nhìn thấy rồi. Các người có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi. Lộc Thành Xá Linh, nhìn thấy rồi. Ngài nói đúng không? Trong lòng có Phật, Phật ngay trước mắt. Trong lòng không Phật, Phật ở phương trời. Lời này rất đúng. Hôm nay cuối cùng đã được cảm ứng rồi. Chỉ cần các ngươi luôn có lòng thành lễ Phật, cúng Phật, ma bệnh trong người các ngươi nhất định sẽ được trừ khử. Đúng rồi. Thuốc có thể uống, tận chút ý người mà. Đây là tấm lòng của Hương Vân trưởng lão đó. Nhưng mà lòng thành trừ khử tà ma mới là cực kỳ quan trọng. Được rồi, bây giờ các ngươi giữ tấm lòng thành, mang thuốc về nhà đi. Ờ, Quan Âm Bồ Tát rồi, đúng rồi, thứ này đúng rồi, đúng rồi, cần cái gì nữa? Có Quan Âm rồi, không cần nữa đâu, bỏ đi, quăng đi. A Di Đà Phật, vị thí chủ này ấn đường phát sáng là có đại phúc báo đó. Thật khổ thẹn. Hôm khác đến chùa, ta sẽ chiếu cố người hơn, để người tìm hiểu một chút về sự uy hoàng của tịnh thổ nước Phật. Được, nhất định sẽ đến chùa bái kiến. A Di Đà Phật. Hơi Dương trưởng lão. Hả? Ngô đại ca, sư phụ, người xem kìa, là Ngô đại ca đó. Hai người đến rồi à? Nè, ngồi xuống đây, uống ly trà nè. Hơi Dương trưởng lão, sao ngài không hỏi con mấy tháng nay đã đi đâu? Sao lại tìm đến núi cây túc này? Đi là nơi người muốn đi, đến là có lý do của người. Hỏi hay không hỏi không phải cũng như nhau sao? Sư phụ. Vị thí chủ này lần đầu gặp mặt, không biết. Trưởng lão, chúng ta đã sớm gặp nhau rồi. Hả? Sao Bần Nạp lại không nhớ ra? Năm Hoàng tử thứ 9, ngày lễ bái núi Ngũ Đài, lúc đi qua Hào Châu, có một tiểu cô nương 6 tuổi.
không quả chí, liên qua bảo tại tiệc lão liên đó. À, ta nhớ ra rồi. À, cô xem, mới thoáng đã qua nhiều năm rồi. Thật giống như bóng cầu qua khe cửa. Lúc đó con không biết người chính là Hư Dân trưởng lão. Một vị tiểu cô nương lương thiện giúp đỡ một người xuất gia bái sơn. Người xuất gia đó có phải Hư Dân hay không không quan trọng. Dạ không, đối với con mà nói rất quan trọng. Bởi vì lần đó trước khi gặp ngài, con đã nhiều lần được nghe đến tên Hư Dân. Và cũng rất nhiều lần con tưởng tượng ra hình dáng của Hư Dân hòa thượng. Cho đến mấy năm trước, khi con nghe nói có người vào Nam Quan Tự thứ 9 đi ba bước lại một lại để bái lễ núi Ngũ Đài, con mới tin người đó chính là người. Con đi khắp bốn phương nghe ngóng hành tung của người. Cho đến mấy tháng trước con mới biết người đã đi đến núi Kê Túc. A Di Đà Phật. Cô nương à, rốt cuộc cô là ai? Con là U Liên. Ta không phải hỏi tên của cô. Con là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ được hai vị ni cô nuôi dưỡng. Hai vị này trước lúc xuất gia là mẹ chồng nàng dâu, sau này họ đã trở thành bà và mẹ nuôi của con. Chuyện mẹ chồng nàng dâu cùng xuất gia trong Phật môn rất hiếm thấy. Nguyện lực của họ thật đáng khen ngợi. Lúc đó bị ép không thể làm khác được, bởi vì con trai nuôi của bà, chồng của người con dâu, trước lúc đó đã bỏ rơi vợ con để xuống tốc làm tăng. Trưởng lão, năm ngoái bà đã qua đời rồi. Hư Dân trưởng lão lúc đó ra đi, bà luôn miệng nhắc đến tên của người. Mẹ nuôi tuy nhiều năm qua không hề nhắc tới, nhưng trong lòng U Liên biết rất rõ. Nhiều năm nay mẹ luôn mong đợi chính là có thể gặp lại người một lần thôi. Cô nương, cô còn chuyện gì khác nữa không? Trưởng lão, cái này là mẹ nuôi con kêu con chuyển cho người. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Ức Quân trốn biệt quê hương đã hơn 50 năm.
tình nghĩa gối chăng khắc cốt khó quên. Không biết đạo lữ ở đâu, tiên thân nơi nào. Từ khi giá biệt, từ phụ cáo lão hồi hương, trị bệnh một năm không khỏi thì qua đời. Lo xong tang sự, mẫu thân dẫn thiếp và Điền thị tiểu thư cùng nhập Phật môn. Điền thị tiểu thư ói ra máu, 4 năm sau xuôi tay tạ thế. Quân như hồng nhạn, biệt cố hương, một mình dược mây bay về nam. Tội nghiệp cùng tổ, thương xót bạn, gió thu dạng dặm, tiếp hận trường. Ngô đại ca, Quỳnh nói có phải một gây quả rồi không? Trưởng lão ông ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không đâu. Nhưng mà tâm tư ông ấy không phải hai người chúng ta có thể đoán được đâu. Nhưng có thể khẳng định một điều, ông ấy sẽ không cùng cô về Lạng Tương đâu. Mẹ nuôi tao cũng từng nói, 50 năm nay nếu ông ấy muốn về đã về lâu rồi. 50 năm, nếu ông ấy muốn về, lúc đó ông ấy đã không xuống tóc, bỏ thê biệt mẫu rồi. Mẹ nuôi ta kêu ta đưa tay nãy này cho ông ấy, ta cũng không biết trong tay nãy có gì, nhưng mà ta thật không cam tâm. Hay là vậy đi, muội hãy ở lại, ta có thể ở lại với muội. Hả? Đại ca, sao huynh tốt với muội vậy? Không phải muội nói trên đời này người tốt nhiều hơn người xấu à? Nếu thật không được, viết lá thư về cho mẹ cũng không quán trách muội uổng công một chuyến. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Ta đi nấu cơm sáng cho các người đây. Ô Liên cô nương, việc cô phải làm đã làm xong rồi. Ăn sáng xong cô có thể trở về. Không sư phụ, con muốn cùng Ngô ca ở lại, cùng giúp người xây bát du am. Tùy duyên đến, tùy duyên đi, các người tự làm chủ vậy. Nhưng về sau đừng nhắc đến am thủy nguyệt ở núi Quan Âm nữa. Đại pháp sư, ta đã bán phường xây rồi, bây giờ tuyệt đối không còn vướng mắc gì nữa. Từ nay trở đi, ta một lòng một dạ theo pháp sư tu hành đại pháp. A-di-đà-phật. Tu hành đại pháp cũng phải có tiết chế, bán nhà, bán đất vốn không được nhận, sau này không được như vậy nữa. Những ân lượng này toàn bộ cúng dường cho đại pháp sư. Thiện tai, mời Lưu Thí Chủ đến tịnh thất tu luyện đi. Đại pháp sư, những láng giềng này họ cũng muốn hiểu biết thế giới cực lạc của phương Tây. Đúng vậy. Các người đi cùng Lưu Thí Chủ đi. Đa tạ đại pháp sư. Đa tạ đại pháp sư. Mau. Nhanh lên. Sư phụ. Sư phụ, có rất nhiều người đến chùa, một số là hương thân của người từng bị ma bệnh hoành hành. Sư phụ à, thuốc của Hòa Thượng Quan đó cũng rất hữu dụng á. Là pháp lực của sư phụ cao cường, mời được Quan Thế Âm Bồ Tát mời có thể cứu khổ cứu nạn. Dạ đúng á. Những người này á còn mang đồ đến cúng dường, muốn trước mặt bái tạ sư phụ nữa. Ta không muốn gặp họ. Các người cứ nói là ta đang bế quan tu luyện, không tiện ra. Còn ở cúng dường thì các người cứ tự thu giữ đi. Mấy ngày nay hương quả ở chùa phong phú, thu nhập mấy ngày đã vượt hơn tháng trước. Tình hình bắt du am ở bên đó thế nào rồi? Trước cửa lạnh tanh, rất ít có tín đồ lui tới. Mấy người lão hòa thượng dẫn đến, suốt ngày đống cây tu sửa chùa ảnh mát. Đúng rồi, họ còn ở trên sườn núi khai quang miếng đất, nói là muốn trồng ít khoai lang. Cứ để cho họ tự sanh tự diệt đi.
À, các người nhớ lấy, trị bách hành không bằng trị nhất tâm. Dạ, sư phụ giáo huấn. Người thanh niên ở bên cạnh lão hòa thượng đó võ nghệ cao siêu đó. Mấy người các ngươi là cho dù liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Người sau này chắc chắn là một đại họa cho chúng ta. Tụi con sẽ liên thủ giết cho thắng. Lúc nãy ta vừa mới nói trị hành không bằng trị tâm, các người không biết động não suy nghĩ sao? Người này nếu chịu làm việc cho chúng ta, lão hòa thượng đó còn có thể ở lại núi Kê Túc sao chứ? Sư phụ quả thật cao minh, chỉ là không biết làm sao. Chỉ cần là ngươi đưa được hắn đến đây, ta tự có kế hàng ma trừ yêu. Dạ sư phụ. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Sao mùi đến đây? Mùi thấy kiếm của ta múa ra sao? Không ra sao. Khẩu khí không nhỏ. Biết kiếm? Không biết, nhưng trong đó chỗ nào cũng ẩn chứa sát khí. Múa càng giỏi, tội càng lớn. Nói rất có lý. Nhưng mùi có nghĩ qua chưa? Nếu luyện giỏi kiếm, ngoài có thể tự bảo vệ mình, còn có thể ngăn chặn kẻ xấu lạm sát vô tội, để không phải là một thiện cử sao? Vậy cũng phải. Nè, huynh dạy mùi luyện kiếm. Không, mũi không biết. Nè, qua đây. Không sao đâu mà. Nè. Đến đây. Nè. Thuyền Nhi. Ây da, Thuyền Nhi à. Con chạy đi đâu vậy chứ? Chạy đi tìm con khắp nơi đó. Tay người ấy rất ấm áp. Ai? Tay ai ấm áp chứ? Hoa Tiên, người ấy sống ở đây. Hoa Tiên. Đừng nói bậy. Đây là nhà bí quan, người bình thường không được đến đây đâu. Ông nào đâu? Đi thôi cha. Tay người ấy rất ấm áp. Không được chạy lung tung nữa, biết chưa? Nè, tự múa xem thử. Như vậy nè, được rồi. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Được. Xuống kiếm. Xoay người. Đúng, xoay người. Được. Quýt dở trò hả? Ta đã cứu muội, không nói tiếng đa tạ, còn trách ta nữa. Quỳnh cố ý. Giận rồi hả? Thôi được rồi, xem như Quỳnh cố ý. Vậy được chưa? Quỳnh xin lỗi muội. Hả? U Liên, qua đây. Nè, qua đây đi, ngồi xuống đây. U Liên à. Chúng ta suốt ngày đi theo lão hòa thượng ở trên núi này khai quang trồng trọt, có ý nghĩa không? Mùi cảm thấy rất có ý nghĩa. Quỳnh thấy lão hòa thượng này sẽ không theo mùi về Hồ Nam đâu, cũng sẽ không viết thư đưa mùi mang về. U Liên à, hay là hai chúng ta xuống núi tìm nơi nào đó. Quỳnh lại nghĩ lung tung nữa rồi. Mùi đi nấu cơm cho lão sư phụ đi. Quỳnh luyện một mình đi. U Liên.
Ta tưởng mùi thơm ở đâu đến, thì ra có người ở đây sát sinh. Ta không phải là người xuất gia. Nè nè, thấy cũng có phần, ăn một miếng đi. Không ăn đâu. Khách sáo gì chứ, có thể nhìn ra anh đã lâu không ăn thịt rồi. Người luyện võ không ăn thịt sao có sức. Nè, ăn đi. Suốt ngày toàn là rau dại măng rừng, vậy ta không có sao. Xem bộ dạng huynh á, hình như có tâm sự gì. Nói ta nghe đi. Nè, uống vài miếng đi. Rượu thì ta không uống đâu. Trong núi rừng Quan Sơ này á, hai chúng ta gặp nhau xem như có duyên phận rồi. Nè nè nè, uống vài miếng đi. Có chuyện gì phiền lòng hãy nói với ta. Sẵn khoái. Đến núi Kỳ Túc có tới qua đại miếu. Tu luyện ở chỗ đại pháp sư Sùng Thiện chưa? Không có. Ta nói huynh biết, chỗ ông ấy rất linh đó. Huynh có phiền muộn gì á, đau khổ gì, chỉ cần ở chỗ ông ấy tu luyện nửa ngày một ngày, đảm bảo huynh sẽ sáng khoái, nhẹ nhàng vui vẻ. Thật ly kỳ vậy sao? Gạt huynh làm gì chứ? Ê, huynh có thấy qua thế giới Cực Lạc Tây Phương chưa? Ai mà được thấy thật qua, chỉ toàn nghe nói thôi. Theo lời đại pháp sư á, xem huynh có căn thiện hay không. Nếu có, đại pháp sư sẽ dẫn huynh đi xem thế giới Cực Lạc. Ta đi qua rồi. Huynh đi qua thật à? Thế giới Cực Lạc Tây Phương đó đúng là tuyệt đẹp. Ta tự bay bay, ây da, cực kỳ thoải mái luôn. Đó mới gọi là thần tiên. Có muốn đi thể nghiệm không? Ta có thể đưa huynh đi. Nếu thật như vậy, ta rất muốn tìm hiểu xem. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi. Được, đi, đi. Đây không phải của đại hiệp sao? Là ngươi. Hình như chúng ta có giao đấu qua. Không đánh, không quen biết. Đi gặp đại pháp sư phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Được, ta dẫn người đi. Một lát các người. Mời ngươi đại hiệp. Ngươi đại hiệp tới rồi. Ngươi đại hiệp thất lễ. Ngươi đại hiệp đúng là có bản lĩnh. Mời xem qua. Ngô đại hiệp không đánh, không quen biết à. Xin hỏi đại pháp sư ở đâu? Sư phụ, Ngô đại hiệp tới bái kiến. Ta đợi ngươi từ lâu rồi, đã đến bái kiến sao còn không quỳ? Ta chỉ bái Phật thật. Đồ ngạo mạn, bắt lại cho ta. Ai dám? Ngô đại hiệp, có phải ngươi đang tìm kiếm không? Nó ở đây này. Được rồi, được rồi. Ngô đại hiệp, không cần căng thẳng. Ta chẳng qua là ta đùa với ngươi chút thôi mà. Sư phụ ta có thần thông, có bản lĩnh dùng ý dạy vật. Đừng nói là một thanh kiếm, cho dù cả con người ngươi, sư phụ ta đều có thể về đến một thế giới khác. Đại pháp sư đúng là thần nhân, tại hạ bội phục. Ngô đại hiệp miệng nói bội phục, nhưng trong lòng vẫn còn phân vân. Thật ra trong Phật pháp, thần thông chẳng qua chỉ là một chút tài mọn, căn bản nhất vẫn là liễu sinh thoát tử, cuối cùng niết bàn, hoa khai kiến Phật, đến sông thế giới Cực Lạc. Thực sự có thế giới Cực Lạc sao? Phật giáo xem trọng duyên phận. Hôm nay duyên phận Ngô đại hiệp đã đến. Đi thôi, ta đưa ngươi đi xem thế giới Cực Lạc phương Tây. Nếu ngươi có thành tâm, có căn thiện, không có ác niệm, sẽ nhất định được nhìn thấy. Mời. Được. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu không có phiền muộn trong lòng, sẽ là thời tiết đẹp nhất của nhân gian. U Liên tỷ, không ngờ tỷ lại hát hay như vậy đó. Là mẹ nuôi ta dạy đó.
ta biết hát rất nhiều bài hát. Ô Liên cư sĩ, nghĩ chắc duyên Phật không cạn. Bà hát lúc nãy cô hát đúng là hàm chứa thiện ý đó. Vậy sao? Ta từ nhỏ tới lớn, lớn lên ở Amico, chưa bao giờ thấy qua nhạc gỗ. Bây giờ các người dựng nhà gỗ này cho ta, ta phải đa tạ tử tế các người. Cô trước đây sống trong Amico, đương nhiên có khác. Theo quy tắc, chúng nữ là không được sống trong chùa hòa thượng. Cho dù là ở ngoài chùa cũng phải cách xa 10 dặm. Hư Dân pháp sư nghĩ đến cô một mình sống ở chỗ quá xa không an toàn, mới đặc biệt mở cửa tiện lợi ở cạnh chùa dựng nhà gỗ này cho cô. Đúng vậy đó, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Người hiểu gì chứ, ta không nói với người nữa, làm việc đi, ta mang nước cho sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, uống nước đi. Hả? Sao người cũng làm việc nặng nhọc như vậy? Sao ta lại không thể làm việc nặng nhọc này? Có ta để sư phụ trẻ tuổi kia làm mà. Việc tu hành là việc của mình, người khác không thay thế được. Nó giống như ăn cơm đi ngủ vậy, người khác không thay thế được. Vậy làm những việc nặng nhọc này cũng là tu hành sao? Đừng tưởng rằng chỉ có tụng kinh lại Phật, hành hương ngồi thiền mới là tu hành. Tu hành phải thể hiện trong mỗi khắc của cuộc sống, trong từng việc lớn nhỏ. Các tổ sư nói rất phải, gánh nước đốn củi không có gì không là đạo. Ma quỷ ngươi cả gan dám trói ta, Dương Triều Mã Hán thiên binh thiên tướng đầu trâu mặt ngựa đến lấy mạng của ngươi đó nha. Chuyện gì vậy đại sư? Ngươi hãy cứu chúng tôi một lần nữa đi. Cha tôi mang hết đồ trong nhà bán rồi. Ngươi cũng điên luôn rồi. Mấy ngày trước không phải vẫn bình thường sao? Sao bây giờ đột nhiên điên rồi? Đại sư, ông ấy luôn ở chỗ đại pháp sư Sùng Thiện tu luyện, ngày nào cũng ăn cực lạc đơn. Ông ấy nói ông ấy đã đến cực lạc Tây Phương. Còn nữa, là nó đã thành Phật rồi nữa. Ông thành Phật rồi? Ta ở nước Phật Tây Thiền, ngồi trên liên đài cửu phẩm mà. Ta là Phật, điêu dân các ngươi còn không mau cởi trói cho ta hả? Ta mà hạ pháp chỉ, thiên binh mã tướng sẽ lấy mạng các ngươi đó. Ngay cả sợi dây trói trên người của mình cũng không giải thoát được, vậy cũng gọi là thành Phật sao? Thiên Long Bát Bộ, Dĩ Đà Già Lam, mau xuống đây cởi sợi dây này cho bổn Phật đi nào, nhanh lên. Lão sư phụ không cần mời gọi thần pháp nữa, Lưu Càn thí chủ hay là người giúp cha người cởi bỏ dây này đi. Vậy không được đâu, sao ông ta gây náo đó? Đừng lo, đưa ông ấy đến điện đường đi. Phật từ bi phù hộ chúng sinh an lành. Ta là Phật, không có gây rối đâu. Phía trước mở đường, đưa ta đến Phật đường đi, nhanh lên. Đi. A Di Đà Phật. Ngươi là ai? Ta là Phật đó. Ngươi không phải Phật, ngươi là ma. Ta không phải, ta là... Ngươi là ai? Ta là Lưu Trưởng Quầy. Đây là đâu vậy? Lúc nãy ta thấy một ác mộng mà. Cha, bây giờ cha có nhận ra con không? Căn Nhi à, ta chưa thành Phật mà. Lưu thí chủ, Phật vốn không phải thần thống trị tất cả, cũng không phải chủ của vạn năng gì đó đâu. Phật không thể để người thăng nhập thiên đường và để người vào địa ngục. Tự mình giác ngộ và giác ngộ người khác mới là Phật. Người xem,
đó là ai? Đó không phải Phật sao? Đó là tượng khắc của bổn sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Muốn Phật Thích Ca Mâu Ni đốn ngộ pháp giới chúng sinh, sau năm khổ hạnh mới đạt được Tuyết Sơn thành đạo. Phật là tự mình tu đắc, chứng đắc. Chỉ dựa vào ngoại lực thì không thể giúp người thành Phật đâu. Chỉ có tự mình cần tu thiện đạo, gạt hết mây mù trong tâm mình mới nhìn thấy được thái dương. Nói như vậy thành Phật thật là khó. Nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Lục Tổ từng nói: nhất niệm mê thị ma, nhất niệm ngộ tức Phật. Chúng ta thường nói phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, chính là nói giờ khắc người từ bỏ ác niệm chính là Phật. Lưu thí chủ, xem ra cha người đã rất mệt mỏi. Hay là dìu ông ấy vào phòng nghỉ ngơi đi. Được, cha, chúng ta đi thôi. Luôn nghe nói Sùng Thiện Đại Pháp Sư dạy người tu hành có thể nhìn thấy pháp môn của thế giới Cực Lạc. Sư phụ, người nói có thể có chuyện này không? Đó là quan tưởng mà thôi, tu hành là không có đường tắt. Con nghi ngờ loại Cực Lạc Đơn đó là một loại thuốc có thể khiến con người ta tạo ra ảo giác. Ghê gớm hơn là loại thuốc này sẽ làm người ta nghiện đó. Ông Hòa Thượng à, cha ta nóng vội muốn đi gặp Sùng Thiện Đại Pháp Sư. Ông ấy nói ông ấy muốn ăn Cực Lạc Đơn. Ta sợ ông ấy xảy ra chuyện, ta đã khóa cửa phòng lại rồi. Cực Lạc Đơn quả nhiên như các người nói, bây giờ bất luận ra sao cũng không được để ông ấy ra đi. Ta sợ ông ấy làm ra những chuyện trái khuôn trái phép. Bây giờ xem ra đành phải trói ông ấy lại thôi. Được. Mau thả ta ra, ta khó chịu quá. Mau thả ta ra, khó chịu quá. Ngô Lễ, quên ấy ra ngoài mấy ngày rồi. Chắc là chịu không nổi cực khổ trên núi này, xuống núi đi lăn lộn giang hồ rồi. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu quên ấy muốn xuống núi, chắc không ngay lời chào cũng không có. Ta lo sợ quên ấy có phải Cực Lạc Đơn.